Con ơi, mẹ nấu xong mì rồi đây này. Xuống ăn đi rồi đi làm. Thôi, con không kịp ăn đâu mẹ ạ. Con ăn đi. Mẹ ăn cùng với con cho nó vui nhá. Thôi, con ra sân bay ăn. Mà con đã bảo mẹ rồi, độ này công việc của con rất bận, cho nên là con ăn luôn ở chỗ làm. Mẹ không cần phải nấu cơm rồi đợi con như bình thường đâu. À đây, mẹ cầm lấy ít tiền. Thích ăn gì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu nhá. Con đi luôn không muộn. Alo mẹ à, con đã bảo là con đi công tác nước ngoài rồi. Mẹ làm gì mà gọi lắm thế? Sao ạ? Dạ vâng, dạ. Anh quay xe cho em về nhà cái. Khẩn trương nhá. Sao chị không đưa mẹ đi bệnh viện giúp em? Mẹ em bảo không cần, mẹ em tự đi khám rồi. Tự đi nữa? Ừ. Mẹ, mẹ con sao không ạ? Con xin lỗi. Mẹ, để con đưa mẹ đi bệnh viện nhá. Mẹ không sao, không cần đâu con. Lục ơi. À, sao cháu lại đưa cho em nó? Ui, mẹ bị ca gan mấy tháng nay mà sao mẹ không bảo con mẹ? Mẹ. Tại con bận quá. Thôi. Alo anh Khải ạ. Em có chuyện muốn nhờ anh. Dạ, mẹ em bị ca gan mấy tháng nay rồi. Em đưa qua chỗ anh để anh kiểm tra anh nhé. Mẹ biết bệnh của mẹ, con không cần lo lắng quá đâu. Hôm nay con về với mẹ là mẹ vui rồi. Mẹ con mình lại được ăn cơm cùng với nhau. Mẹ ạ, bây giờ sức khỏe của mẹ mới là thứ quan trọng nhất. Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện nào tốt nhất để chữa bệnh. Mẹ cố gắng lên. Con hứa với mẹ là từ nay bữa nào con cũng về có ăn với mẹ, mẹ nhá. Hà, cháu đi mua hộ cô miếng thịt ba chỉ về luộc. Em nó thích ăn lắm. Mua thêm ít cà, với rau muống về luộc nhá. Con, đây là số tiền con cho mẹ vẫn để dành. Mẹ chỉ tiêu tiền lương hưu của mẹ là đủ rồi. Con cầm lấy, nhỡ sau này còn cần đến. Được rồi, nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ để sức nhá. Mẹ không mệt đâu. Mẹ còn để sức ăn cơm cùng với con chứ. Lâu lắm rồi mẹ không được ăn cơm cùng với con. Con cầm tiền đi. Tiền bạc không phải là thứ để mẹ cần.